Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng tại một nhà hàng Waffle House ở Nashville, Tennessee hôm Chủ nhật 22 tháng 4. Vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là Travis Rankin, 29 tuổi, đến từ bang Illinois, từng đụng độ với FBI vì tìm cách vượt rào an ninh gần tòa Bạch Ốc. FBI đã tịch thu một số vũ khí của đương sự lúc bấy giờ. Quân nhân Mỹ và Jordan đang tiến hành huấn luyện nhằm đối phó với các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân. Cuộc tập huấn diễn ra sau vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, Syria trước đây trong tháng. Hàng ngàn học sinh trên khắp nước Mỹ đã bỏ lớp để kỷ niệm 19 năm vụ xả súng tại trường trung học Columbine. Họ kêu gọi chính phủ tăng cường kiểm soát súng sau một loạt các vụ xả súng gần đây. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.